Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang quan sát hạt của một loài thực vật không cần đất, không cần nước. Chúng bám chặt vào thân cây và sinh trưởng. Vậy tại sao chúng có thể làm được điều thần kỳ như vậy? Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về loài cây tầm gửi. Tầm gửi là một loài cây sống ký sinh trên thân cây khác. Chúng có lá xanh để tự quang hợp và bộ rễ bám chặt vào thân cây chủ để sinh trưởng. Chúng hút chất dinh dưỡng từ cây chủ như một phần của thân cây. Chúng có khả năng sinh trưởng ở khắp mọi nơi, từ rừng rậm cho tới vườn cây ăn quả. Và chúng có rất nhiều loài. Tầm gửi có thân gỗ màu xám và giòn. Có một vài loài, thân cây của chúng có lông tơ. Điều đặc biệt là chúng không thích sống dưới mặt đất, mà chỉ thích sống ở trên cây. Điều này thật là khó hiểu. Qua nhiều năm tiến hóa, rễ của chúng không còn phát triển ống hút để hút chất dinh dưỡng trong đất nữa. Thay vào đó, chúng phát triển một bộ rễ có khả năng bám chặt vào thân cây khác, xuyên qua lớp vỏ để tới lớp mạch dây và hút chất dinh dưỡng. Rễ của chúng liên tục vươn dài theo cành của cây chủ. Vươn tới càng xa, chúng càng có khả năng hút được nhiều chất dinh dưỡng. Tầm gửi có lá đơn, mọc đối xứng hai bên. Phiến lá của chúng hình oval, gân lá hình lông chim. Lá của chúng rất dày và xanh bóng, giúp chúng có khả năng tự quang hợp. Tầm gửi có hoa màu đỏ. Chúng mọc theo từng chùm và xuất phát từ hai bên cuống lá. Hoa của chúng rất đẹp. Quả tầm gửi có màu xanh đậm, đường kính khoảng 1 cm. Khi chín, chúng có màu đỏ. Đây là một món khoái khẩu của các loài động vật như chim và chuột. Chúng giúp loài cây này phát tán một cách rộng rãi, mất kiểm soát. Hạt của chúng chứa chất nhầy và dính. Dạ dày của các loài chim không thể tiêu hóa được hạt này. Vì thế, chúng sẽ được đưa ra ngoài theo phân chim. Chúng rơi trên các cành cây. Vì vậy, ngày nay, tầm gửi có ở khắp mọi nơi và là loài cây có hại trong những đống phân chim rơi trên cành cây. Hạt cây được cung cấp độ ẩm. Các hạt lại tiếp tục nảy mầm. Không cần nước, không cần đất, mặc kệ thời tiết khắc nghiệt. Chúng lại nảy mầm và các cây con lại được mọc lên, tiếp tục một chu kỳ sống. Cuộc sống của tầm gửi được an bài trên các cành cây. Số phận của chúng dựa trên số phận của cây chủ. Chúng chỉ chết khi cây chủ chết. Một loài cây kỳ lạ khiến chúng ta tò mò.